clip mới, thì đầu clip mình xin gửi lời cảm ơn chúng tôi vì chú bác anh chị em đã ủng hộ suốt thời gian qua. Thì đặc biệt trong cái mùa dịch này anh chị em không có đi lại được, nhưng mà vẫn ở nhà để nhắn tin hoặc là ủng hộ qua kênh YouTube lại Facebook, cho nên gửi lời cảm ơn rất là nhiều ạ. Thì nội dung clip ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người về cây kim ngân ha. Thì như đây cây kim ngân thì mọi người biết là từ tới giờ nó là cây chiêu tài làm ăn, là cây phong thủy của tất cả mọi người, đặc biệt là tuổi Tuất nha, và tuổi nào cũng xài được hết. Thì nó tượng trưng cho tiền vàng, nó là nó đơn na gọi là cây chiêu tài ha. Thì kim ngân ở đây hôm nay có về được mấy mẫu nha. Cái này là kim ngân màu gốc được mix với cái chậu màu vàng có thành một phần nha. Cái này là tay chung thôi, là mình về mình lai gá lên cái lá non nó ra nhiều lắm, lá non trồng tại vì về hàng nhập nó đóng không có thùng, cho nên phải cắt bớt cái lá già thì nó còn lại, nó bị hư. Cái này là kim ngân ba góc nhỏ, em biết vô cái chậu có thành ông Phật luôn. Ông Phật thì nó có, ông Phật thì nó hai là kiểu là ngày mà gớm tử xa, nhưng mà gớm thường thì chứ phải gớm tử xa thiệt nha mọi người. Gớm tử xa thiệt là cái chậu thì không mắc lắm, mà là như nó như giả gớm tử xa thôi, nhưng mà đừng có cũng đẹp lắm. Có hình này dễ thương, mình nhận thấy cái em Phật này dễ thương. Còn cây thì nó cũng giống nhau hết nè. Rồi, đây là còn đây. Kim ngân đứng, ghép với cái tiểu cảnh. Tiểu cảnh thì mình có lá may mắn với lại tùng la hán nữa. Tùng la hán thì thường xuyên dây lên thành xung hợp ha. Còn lá may mắn thì cái tên nó đẹp thôi. Ngăn thì vàng có tiền, mình vừa tụ họp mà vừa có vàng vừa có tiền sướng quá ha, em cũng muốn được vậy. Này kim ngân này ba góc nhỏ thì nhập về cắt thì người ta làm cái chậu cắt nó nè, chậu này nó có nhiều màu lắm. Hình thì đúng cái hình này hình đơn giản như thôi, mọi người về có thể để nhiều hình bút ra cũng được nha. Nhiều khi mấy anh nam xài á không hết để vậy thì mình có thể lấy ra, người ta chỉ ghim vô góc thôi, mình có thể rút nó ra được dễ lắm. Có màu xanh này là mấy anh thích lắm nè, rồi rồi thấy mấy anh mua cái nào thì được, cái chậu á và cây cũng giống nhau á. Rồi cái này là kim ngân khắc bính nhỏ, cái này là cây non, cái này là cây ở Việt Nam mình làm nha mọi người. Mọi người mua thì mình nhớ cái cây này của Việt Nam làm, nó nhỏ nhỏ để khắc bính được nhưng mà nó sống không bền. Mấy anh chị em thường thường hỏi em nó chụp hình gửi coi là mua á, cây giống như là tự nhiên nó khô là do cái này là cây non. Còn cây này đó là qua xử lý rồi, cây này là cây già, đặt cái nó này một giống hết. Nhưng mà này là cây nhập, nó lớn tuổi nên nó cứng về nó khó chết. Cây này là cây nhỏ, cho nên nó dễ chết. Là lý do nó vậy chứ không ai kim ngân khó trồng nha mọi người nha. Người ta trồng cái củ bự người bá thì được luôn mà. Ở đây là mấy cây non, ở giá thành thì nó rẻ hơn nhiều lắm luôn, nhưng mà mình trồng không được bền lắm. Thì nói chung cái nào cũng có bán đầy đủ hết đó, anh chị muốn xài cái nào thì có xài cái đó thôi. Rồi ngoài trồng đất ra thì mình còn có trồng nước nha mọi người. Nước này lúc trước thì em cũng có giới thiệu với mọi người rồi, cho nên là nó có cái cây nhỏ hơn. Còn này là cái cây này size lớn này, cũng giống vậy thôi, cái trồng nước có rễ gì nè. Cái này là nhập từ bển về luôn ha, từ bên này lon về luôn. Đây mình chỉ đổ nước từ đây phân bón cho nó dưới đây luôn, mình tự hút nước lên. Cái này nó tiện, có một cái là mình khỏi cần tưới, khỏi cần sợ để lâu quá nó khô nước hoặc là tưới nhiều quá nó chết. Cái này nó tự động nó hút nước lên luôn, nếu mà thiếu thì nó tự hút lên nhiều, còn không vừa vừa thì nó hút hết thôi. Nhưng mà nó có cái nhược điểm là nó không có lớn, mà cái cây nó không có ra lá nhanh mà cái cây mà trồng đất, tại vì trong nước nó không có dinh dưỡng nhiều đâu, nhưng mà anh chị sẽ chắc cú hơn và nó sẽ khó chết hàng ngày. Thì nó được cái này nó mất cái kia. Mấy anh chị cứ hỏi em là tại sao mà cái cây lớn như vậy nè mà sẽ hút nước xong rồi làm sao mà nó có đủ dinh dưỡng nếu mà nó sống nuôi cái cây. Nhưng mà sự ra cái cây này người ta dưỡng nó bự bằng cùng tay nè, thì người ta rửa ra ta bỏ vô nước cũng lâu lắm rồi nó mới bự như vậy, nó da rễ cũng rễ nó dài nè, cho nên nó sống quen trong nước rồi. Vậy anh chị cứ việc bỏ phân xám vô là như em giới thiệu đó, cái phân quen bán đó là bỏ cho là nó có dinh dưỡng đủ cho nó rồi, là vậy là được rồi. Nhưng mà đặc biệt có cái là anh chị nè, cái cây trong đất là trong đất luôn, còn trong nước là trong nước luôn, chứ anh chị đừng có để nước như vậy cái anh chị bỏ ra đất là nó hư nha, cái rễ nó mục nó hư hết liền luôn á. Và ngoài cái có trong nước xong vậy thì ở đây em có một cái gạt á, cái gạt gạt nhựa giống vậy nè, rồi lấy cái cây đất bình thường anh cầm vô rồi mình sẽ làm cho hai cái cọng dây pin đè nó thòng xuống vậy, nó thầu như vậy cái mình chế nước cho nó tự hồng hút lên cho nó nuôi cái cây. Mình làm gì là để mục đích gì cho mấy anh chị em nào ở trong văn phòng xài nhiều á, thứ nhất là máy lạnh này nó không ảnh hưởng tới nước, là không ảnh hưởng tới cây nè,
Thứ hai là mình như vậy thì anh chị nào có bận công việc hay đi công tác gì lâu năm 10 ngày nửa tháng thì cây nó không có chết, nó hút nước, cái dưỡng ẩm trong đây là nó nuôi nước dưới cái cây khoảng từ 5 tới 7 ngày rồi mà còn nước dưới nữa, cho nên anh chị để nó không có chết đâu. Đặc biệt là trong cái mùa dịch này nè, trong cái mùa dịch này nè anh chị mà lỡ có mua cây giống về mà để trong văn phòng á, một tháng luôn có chết, yên tâm nha. Rồi nếu mà cách chăm sóc thì anh chị á, cái giống như cái phân này nè, cái phân xám á em vẫn bỏ trong đất luôn nha, em bỏ trong đất này cũng đệm được luôn nè, rồi nước mình cũng bỏ luôn, tại vì cái này á là nó đầy đủ hàm lượng dinh dưỡng cho cái cây trong nhà của mình. Thì đặc biệt cây này là hàng nhập cho nên người ta trồng trong nhà từ nhỏ tới lớn trong mát á, nên anh chị cứ để trong nhà thôi, lạnh cũng được, nóng cũng được, nhưng mình đừng phơi nắng trực tiếp nha. Nắng trực tiếp cái đầu lá này nè nó sẽ bị cháy, thì nó vàng thì nó sẽ xấu, thì là cái lá nó bạc màu. Mọi người bón một lần xung quanh gốc này nè, khoảng chậu lớn như vậy khoảng 50-60 viên nha, rải đều xung quanh gốc này nè, một tháng một lần. Cái phân này đặc biệt là nó mới tan mọi người, cái lúc còn chắc thì nó cứng nhắc rồi, cái lúc mà nó mềm ra là nó hết chắc rồi đó, thì mọi người cứ canh một tháng bón lần thôi, chứ càng phân nó mới tan ra cho mấy phần kia. Còn nước thì mọi người cũng bỏ bón cái nước luôn, bón thẳng vô cái chậu nước luôn, còn trong thời gian mình thay nước khoảng tuần hai lần mình giữ lại cái phân cũ đó, cứ đúng tháng mình bỏ cái phân nó đi thay cái mới vô, thay cái phân mới vô. Rồi với lại trong clip mình cho anh ké cái lỗ mổ luôn nha, là về cái lỗ á có được ba cái cây giống như là trồng cái này anh Ladin, anh thấy nó lạ quá, với lại cái cây nó đẹp nữa, cho nên sẵn giới thiệu lên clip này ké luôn. Thì cho mọi người đấy, cái ai mà thích thì ủng hộ cho mấy anh cộng. À, lưỡi hổ thì người ta nói trồng trong nhà thì lọc không khí tốt, nhưng mà đúng là tốt thiệt. Cái lưỡi hổ Thái Lan này trồng nhà tốt lắm, nó không có lớn mà nó xung xê gì hoài mà dễ chăm sóc, chịu khô được, có nghĩa là một tháng tưới chừng 2 lần thôi cũng được, 3 lần cũng được. Với đặc biệt là đừng có xịt nước lên lá nha mọi người nha. Lưỡi hổ thì trồng có tác dụng là từ tà nữa, cho nên là anh chị nào thích trồng kiểu gì được hết, nhưng mà đặc biệt trong mùa dịch này thì mình để cái lưỡi trong nhà tốt hơn, chắc chắn là nó sẽ lọc không khí cho mọi người nha. Thì clip hôm nay xin giới thiệu với mọi người là chủ yếu là cây kim ngân, lưỡi hổ đang bé như thôi. Cảm ơn cô nhiều, chú bác, anh chị em thầy quan đã ủng hộ em ha, trả lời cảm ơn.